Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình VTV. Trong tuần qua có những sự kiện gì đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần tổng hợp ngay sau đây. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc đua nội bộ đảng ngày siêu thứ ba mùng 1 tháng 3 vừa qua, tiến gần hơn tới mục tiêu thành ứng viên đại diện hai đảng ra tranh cử tổng thống năm 2016. Ngày mùng 2 tháng 3, Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ xếp hạng triển vọng tín dụng của Trung Quốc từ mức ổn định xuống tiêu cực. Nguyên nhân là Trung Quốc đang có mức nợ công ngày càng tăng, dự trữ ngoại hối giảm và chưa rõ nước này có cải cách được nền kinh tế hay không. Argentina và các chủ nợ chính của nước này đã đạt được một thỏa thuận cơ bản trị giá hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ để dàn xếp những tranh cãi xung quanh vụ vỡ nợ trái phiếu chính phủ đã kéo dài 14 năm qua. Thỏa thuận này có thể giúp Argentina quay trở lại thị trường vốn quốc tế và phục hồi nền kinh tế. Thỏa thuận sẽ hoàn tất nếu các khoản thanh toán được trả đúng vào 12 giờ trưa ngày 14 tháng 4 năm 2016. Bên cạnh những sự kiện nổi bật nêu trên, một sự kiện khác thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần qua, đó là việc Iran tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1. Ngày 26 tháng 2, 55 triệu cử tri Iran đã đi bầu cử quốc hội, chọn ra 290 dân biểu tại quốc hội và 88 thành viên hội đồng chuyên gia. Cuộc bầu cử này được xem là một phép thử đối với chính sách mở cửa đang được Tổng thống Hassan Rouhani tiến hành kể từ khi ông lên cầm quyền, và cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân. Theo kết quả sơ bộ ngày 29 tháng 2, tại Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani và các đồng minh phe cải cách đã giành được 15 trong số 16 ghế trong hội đồng chuyên gia, cơ quan quyền lực nhất Iran có quyền chỉ định lãnh đạo tối cao tiếp theo của nước này. Tại quốc hội, phe bảo thủ giành 112 ghế, phe cải cách và ôn hòa giành 90 ghế, trong khi các cộng đồng thiểu số và ứng cử viên độc lập giành được 29 ghế. Những con số này chỉ là tương đối bởi có những ứng cử viên được cả hai phe ủng hộ. Tuy nhiên, tại 59 khu vực bầu cử, những nơi không có ứng cử viên nào giành chiến thắng rõ ràng, sẽ phải tiến hành bầu cử vòng 2 để xác định số ghế còn lại. Dự kiến các cuộc bầu cử đó sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 tới. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân và đất nước Iran? Tác động của nó đối với khu vực và thế giới ra sao? Iran đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay VTV Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị thế giới. Xin cảm ơn Đại tá đã dành thời gian cho VTV. Vâng, thưa Đại tá Lê Thế Mẫu, trước khi đi sâu vào cuộc bầu cử quốc hội vừa qua của Iran, ông có thể cho biết đôi điều về hệ thống chính trị của Iran để khán giả có thể hiểu rõ hơn được không? Thật ra thì hệ thống chính trị của Iran nó được phản ánh ngay tên gọi của quốc gia này, vâng, tức là Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vâng. Như vậy là ở đây nó phản ánh hai đặc điểm, tức là thể chế Cộng hòa, vâng, hay là thể chế Hồi giáo. Như vậy là thể chế Cộng hòa cộng với thể chế Hồi giáo thì nó tạo ra một hệ thống chính trị vừa dân chủ mà lại vừa hết sức chuyên quyền. Vâng. Chuyên quyền. Thì ở đây có mấy cái thành phần rất là cơ bản như thế này. Thứ nhất là lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran. Vâng. Thì lãnh tụ tinh thần tối cao này thì có chức năng nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là hoạch định các chiến lược phát triển, chiến lược chính sách nước ngoài, chiến lược an ninh quốc gia và đồng thời giám sát chiến lược đấy. Thứ hai là có một chức năng là chỉ định 6 trong số 12 thành viên của Hội đồng Bảo vệ Cách mạng. Thành viên thứ hai đó là kỳ Hội đồng Chuyên gia. Hội đồng Chuyên gia này thì có hai cái nhiệm vụ, tức là cũng hết sức quan trọng liên quan đến người lãnh đạo tối cao của nhà nước Iran, tức là bầu ra nhà lãnh đạo tối cao của Iran và đồng thời giám sát cái hoạt động của nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Như vậy là kỳ hội đồng chuyên gia này mà có thể nói là chỉ quan trọng sau nhà lãnh đạo tối cao. Kỳ yếu tố thứ ba đấy là Hội đồng Bảo vệ Cách mạng. Hội đồng Bảo vệ Cách mạng gồm có 12 thành viên, nhưng trong đó có 6 thành viên do Tổng thống chỉ định. Còn 6 thành viên khác thì do kỳ hội đồng này họ đề xuất nhưng phải được Quốc hội Iran thông qua. Vâng. Đấy là Hội đồng Bảo vệ Cách mạng của Iran. Hội đồng Bảo vệ Cách mạng thì cũng cực kỳ quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định những vấn đề về những nội dung, rồi giám sát những quá trình thực hiện các chính sách về an ninh quốc gia như là tình báo, như là quân đội, vân vân. Đấy là cái Hội đồng Bảo vệ Cách mạng như vậy. Vâng. Và cái yếu tố thứ tư nữa cũng là Tổng thống. Đối với mặt Tổng thống thì thực hiện các chức năng hành pháp. Về mặt nào đó thì Tổng thống Iran nó gần giống như Tổng thống Hoa Kỳ, tức là trên là Quốc hội, dưới là Tổng thống. Thì ở đây là trên là thủ lĩnh tinh thần tối cao. Vâng. Còn người đứng sau, quan trọng thứ hai sau thủ lĩnh tin tưởng tối cao đấy là tổng thống, thực hiện cái chức năng hành pháp là chủ yếu.
thì ông là có chức năng là chỉ định các cái thành viên trong nội các, các thành viên trong nội các, và quyết và thực hiện các cái chính sách, các cái chức năng nhiệm vụ của do hiến pháp quy định. Nhưng mà trong rất nhiều các cái nhiệm vụ thì đều phải được phép của thủ lĩnh trên tối cao. Tôi lấy ví dụ như vấn đề chính sách đối ngoại. Khi mà Iran được quyết định đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đối với các nước P5+1 thì phải được phép của thủ lĩnh trên tối cao. Và một thành phần thứ năm cũng rất là quan trọng, đấy là Quốc hội. Và chúng ta thấy vừa rồi đã được Quốc hội cử tri bầu ra. Và ở đây tôi xin nói luôn là ở Iran thì có hai cái cơ quan, ba cơ quan mà được bầu cử dân bầu, đấy là hội đồng chuyên gia, hai là tổng thống phổ thông đầu phiếu, và ba là quốc hội. Nhưng mà tổng thống trước khi được đưa ra bầu cử thì phải được hội đồng bảo vệ cách mạng họ đề xuất mới được ra là bất kỳ một ứng cử viên nào được đưa ra bầu cử phổ thông đầu phiếu thì phải được phép đề cử của hội đồng bảo vệ cách mạng. Cuộc bầu cử quốc hội cũng như là bầu cử hội đồng chuyên gia của Iran lần này đã cho thấy sự đua tranh giữa phe cải cách và phe bảo thủ. Và trên thực tế thì phe cải cách đã giành ưu thế hơn so với phe bảo thủ. Vậy thì theo ông, những nguyên nhân nào đã dẫn đến kết quả như trên? Rõ ràng kết quả lần này, như chúng ta biết theo dõi cái bảng thời sự vừa rồi, tổng hợp vừa rồi, chúng ta thấy rằng là về cơ bản hiện nay là cái phái cải cách là chiếm ưu thế. Mặc dù chúng ta còn phải chờ kết quả bầu cử vòng 2, nhưng mà đến thời điểm này chúng ta cũng đang có thể khẳng định rằng là cái phái bảo thủ hiện nay ấy, chiếm được cái ưu thế áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Và điều đó nó phản ánh cái gì và nó vì sao được như vậy, là bởi vì là như tôi nói trên, tức là đây là bầu cử quốc hội thì cái lá phiếu cử tri là người quyết định, và gần như đa số cử tri của Iran hiện nay là người ta bắt đầu hướng đến cái cải cách, hướng đến khát vọng cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, hội nhập vào thế giới bên ngoài. Cho nên cái yếu tố đó nó tác động rất lớn đến cái cuộc tranh cử này. Còn cái việc mà cạnh tranh giữa phái bảo thủ và phái cải cách như chị nói thì nó diễn ra ở trong xã hội Iran từ hơn một thập kỷ nay. Và thường là phái bảo thủ thì chiếm ưu thế. Bởi vì sao? Bởi vì Iran luôn luôn chịu tác động hết sức là ngặt nghèo, hết sức là quyết liệt từ bên ngoài. Và cho nên để bảo vệ cái lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình thì người dân Iran cần phải có những giải pháp cứng rắn và để đối đầu với Mỹ và các nước phương Tây. Cho nên cái phái bảo thủ thường tranh thủ được thiện cảm cũng như sự đồng tình của người dân. Còn trong lần này thì hoàn toàn khác. Lần này là một giai đoạn có thể nói rằng là cải cách mở cửa. Có thể nói là cải cách mở cửa đối với Iran. Thậm chí Tổng thống Barack Obama còn nói rằng là cái thỏa thuận P5+1 được ký giữa các nước phương Tây với Iran ấy, nó sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của Iran giống như thời kỳ cải tổ của Liên Xô trước đây ấy. Tức là ông hy vọng là một có thể là thay đổi thể chế chính trị của Iran này. Đây là một lý do mà tôi thấy rằng là có quyết định đấy đối với việc thắng lợi của phái bảo thủ, phái cải cách hiện nay ở Iran. Qua những phân tích vừa rồi của ông thì chúng ta có thể hình dung đôi nét về bức tranh chính trị của Iran trước và sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 2. Vậy còn giới quan sát đánh giá như thế nào về cuộc bầu cử này? Có thể nói là một cái bước ngoặt từ cái quyền lực gần như là chuẩn bị và chỉ định sang một cái thời kỳ là chấp nhận có sự thay đổi thông qua bầu cử. Còn xét về mặt quốc tế thì cái bầu cử này nó cũng thể hiện là Iran đã có những cái thay đổi, đã có những cái bước tiến theo hướng dân chủ. Cho nên là các cái nước họ nhìn Iran bằng một cái con mắt nó thoáng hơn, thân thiện hơn. Nhận định về cuộc bầu cử quốc hội Iran, chuyên gia phân tích Saed Leila, từng là cố vấn của cựu tổng thống theo đường lối cải cách Mohammad Khatami cho biết, đó là một chiến thắng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thống Rouhani. Chúng tôi sẽ có một quốc hội hợp lý, một quốc hội không bè phái, một quốc hội với nhiều chuyên gia và nhà kỹ trị. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt cuộc bầu cử hội đồng chuyên gia không bị chính trị hóa. Tờ báo cải cách Etemad của Iran nhận định, quốc hội tiếp theo sẽ không giống như bất kỳ quốc hội nào khác trong lịch sử Iran vì không có phe chính trị nào có tiếng nói tuyệt đối. Đài BBC thì nhận định, kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đến cơ hội tái đắc cử vào năm 2017 của Tổng thống Hassan Rouhani theo đường lối ôn hòa. Trong khi đó, đối với người dân Iran,
Cuộc bầu cử lần này là một bước ngoặt quan trọng bởi các cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào một quốc hội khóa 10, muốn xem họ dẫn dắt đất nước ra sao trong bối cảnh Iran vừa ra khỏi tình trạng bị cô lập về kinh tế và ngoại giao suốt hàng chục năm qua. Điều mà mọi người quan tâm nhất hiện nay là vấn đề kinh tế. Chúng phải được giải quyết càng sớm càng tốt, bởi nếu không sẽ rất khó cho Iran để xử lý những vấn đề trong khu vực. Tôi cho rằng kinh tế và an ninh là hai yếu tố quan trọng nhất mà chính phủ mới cần phải quan tâm. Iran là quốc gia có dân số trẻ, chiếm tới 60% dân số, nhưng phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng là tỷ lệ thất nghiệp cao. Chính vì thế tôi mong rằng quốc hội khóa mới nên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề của giới trẻ như nhà ở, kinh tế và việc làm. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân và giờ đây thì phe cải cách lại chiếm ưu thế trong quốc hội cũng như hội đồng chuyên gia của nước này. Vậy thì theo ông, những điều này sẽ mang lại thay đổi như thế nào đối với Iran cả về phương diện kinh tế, chính trị cũng như xã hội? Theo tôi thì cuộc bầu cử lần này, quốc hội Iran và sắp tới sẽ có những cuộc bầu cử khác, thì nó sẽ tạo ra một giai đoạn phát triển có thể nói là rất là lớn, thậm chí là ngoạn mục đối với Iran trên cả ba phương diện: kinh tế, chính trị và xã hội. Vâng. Về kinh tế mà nói thì chúng ta thấy rằng là Iran hiện nay đã, ngay sau khi thỏa thuận với Iran vòng 1 đã được với Iran ấy, thì cả nước phương Tây Mỹ, cả công ty của Mỹ và cả nước châu Âu đã bắt đầu là soạn thảo rất nhiều các dự án đầu tư phát triển ở Iran. Và đồng thời Iran cũng bắt đầu tiến hành xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt ra nước ngoài, đồng thời cũng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cũng như hàng hóa của bên ngoài vào Iran. Cho nên đây là một kỳ, theo tôi đây là một giai đoạn phát triển về kinh tế rất là ngoạn mục của Iran. Về mặt chính trị thì chúng ta thấy rằng là từ trước đến nay thì trong hệ thống chính trị của Iran thì bao giờ cũng có cái sự cạnh tranh như chị nói ở trên, tức là giữa phải bảo thủ và phải cải cách. Thì trong giai đoạn sắp tới thì với cái sự thắng thế của phải bảo thủ phải cải cách, đồng thời những cái xu hướng phát triển không thể đảo ngược được của Iran, thì hệ thống chính trị của Iran theo tôi sẽ không diễn ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bảo thủ và cải cách, bởi vì người ta cũng nhìn thấy dù cải cách hay bảo thủ thì cuối cùng vẫn phải nhằm mục tiêu là phát triển đất nước hùng mạnh, và người ta theo đuổi một tham vọng là Iran trở thành một cường quốc đóng vai trò lãnh đạo của thế giới Hồi giáo. Cho nên là kỳ hệ thống chính trị của Iran theo tôi là cũng sẽ có những bước ổn định nhất định. Và về phương diện nào đó, nếu như ông Obama hy vọng là Iran sẽ thay đổi căn bản giống như là cải tổ Liên Xô, thì theo tôi cái đó có lẽ là quá sớm, sẽ không có câu chuyện đó. Về mặt xã hội có thể nói rằng là nó sẽ tạo ra cái bộ mặt mới về mặt xã hội của Iran là ở chỗ gì? Thứ nhất là anh tạo công việc làm. Thế nên chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp của Iran là khá cao, có thể đạt đến 10%. Cho nên là cái việc xóa bỏ, tức là sẽ hạn chế được cái thất nghiệp, cải thiện đời sống căn bản sau khi mà Iran bắt đầu xuất khẩu dầu mỏ, nhập khẩu hàng hóa của nước phương Tây vào Iran, đồng thời là hàng hóa tiêu dùng, đồng thời là nhập khẩu các cái hàng hóa công nghệ cao để phát triển hạ tầng cơ sở của Iran, thì nó sẽ tạo ra cái bộ mặt mới của sau. Trước hết là Iran có đủ tiềm lực để thực hiện những chương trình xã hội như là cải cách y tế, như là sức khỏe, như là giáo dục. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái bộ mặt mới trong cái về mặt xã hội của Iran. Có thể thấy đó là những thuận lợi cũng như những cơ hội của Iran trong thời gian tới. Tuy nhiên, như ông đã đề cập là Iran sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì giá dầu đang giảm. Vậy thì đây là một trong những cái thách thức khó khăn của Iran. Vậy ngoài ra thì còn những khó khăn thách thức nào mà bộ máy quyền lực mới của Iran sẽ phải đối mặt trong thời gian tới thưa ông? Đúng như chị nói là cái thuận lợi, trong cái thuận lợi có cái khó khăn, trong cơ hội của cái thách thức. Cái cơ hội tức là Iran bắt đầu xuất khẩu dầu mỏ ra thế giới bên ngoài, trước hết là sang châu Âu. Thế nhưng mà cái thách thức là vào đúng cái thời điểm mà giá dầu lại rất thấp. Mặc dù vậy thì Iran vẫn là một quốc gia mà sử dụng dầu mỏ vào loại hàng đầu thế giới. Cho nên dầu sao thì cái việc dù giá dầu bị thấp xuống nhưng mà cũng không phải là tác động nhiều lắm. Thứ hai là cái giá dầu theo tôi nó cũng sẽ tăng lên. Nó không thể, nó cứ tụt giá mãi. Và cái xu hướng dầu mỏ, giá dầu tăng lên là không thể đảo ngược. Bởi vì nhu cầu dầu mỏ đối với thế giới là rất lớn, Còn cái thách thức, thêm một cái thách thức nữa ngoài vấn đề về dầu mỏ, thì tôi thấy rằng là chúng ta biết rằng là cái mục tiêu cuối cùng mà các nước phương Tây muốn đạt tới khi mà xóa bỏ cái lệnh cấm vận đối với Iran, khi mà đạt thỏa thuận với Iran của một ấy, thì là họ muốn thay đổi thể chế chính trị.
Mục tiêu xuyên suốt của lực phương Tây, trong đó mình tưởng hay là Mỹ, là để xây dựng một nhà nước Iran mà phát triển đi theo quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây. Vâng. Đấy là thách thức rất lớn. Nhưng mà thủ lĩnh tinh thần tối cao của Iran cũng như tổng thống Iran đã từng tuyên bố rằng là Iran có thể hội nhập với quốc tế và thế giới nhưng không thể hội nhập bằng mọi giá. Một cái thách thức nữa cũng rất là khó giải quyết đối với Iran là Iran là một cái tâm điểm cạnh tranh về địa chính trị của các cường quốc thế giới, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU, Nhật Bản, Ấn Độ và những nước khác. Cho nên Iran làm thế nào để giải quyết được cái mối quan hệ, cân bằng được mối quan hệ với các nước lớn, đây là vấn đề không hề nhỏ. Trong đó trước hết là cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, trong khi Mỹ và Nga là có sự đối đầu, chúng ta biết rằng đối đầu quyết liệt không chỉ ở Trung Đông Bắc Phi mà ở rất nhiều khu vực khác trên thế giới. Còn Trung Quốc thì chúng ta biết rằng là Trung Quốc từ trước nay là vẫn có quan hệ làm ăn kinh tế với chính trị với Iran. Vừa rồi ông Tập Cận Bình đã sang thăm Iran. Thế cho nên là thách thức nữa là cái thách thức mà chúng ta đang bàn đấy, tức là Iran phải cân bằng như thế nào đó về cái mối quan hệ của mình đối với các nước lớn để vừa hóa giải được thách thức, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để có thể phát triển đất nước. Đấy là bài toán không hề nhỏ, không hề dễ chút nào. Mà trong bối cảnh chúng ta biết rằng là rất nhiều quốc gia hiện nay là nạn nhân của cái việc cạnh tranh sâu xé giữa các nước lớn với nhau. Vậy thì ông có thể đánh giá như thế nào về tác động của cuộc bầu cử Iran đối với khu vực cũng như thế giới? Theo tôi thì cuộc bầu cử lần này thì nó sẽ tạo ra một cái giai đoạn mới phát triển đối với Iran, nâng cao cái vị thế của Iran. Iran sẽ phát triển tốt hơn, ổn định hơn. Và như vậy là Iran có điều kiện để phát triển phát huy ảnh hưởng của mình trong khu vực và trên thế giới. Rồi tôi nói về khu vực, Iran sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Mà chúng ta vừa rồi thỏa thuận ngừng bắn đã tạo ra những tín hiệu đầu tiên rất là thuận lợi. Thứ hai, Iran sẽ giải quyết được cái mối quan hệ với Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến ở Yemen. Và thứ ba nữa là Iran sẽ có tiếng nói rất là lớn, và những rất lớn để hóa giải cái mối bất hòa giữa hai cái dòng tôn giáo chủ đạo hiện nay ở Trung Đông, đấy là dòng Shiite và dòng Sunni. Đấy, còn về đối với thế giới chúng ta rằng là như chúng ta nói trên, tức là Iran là một cái tâm điểm cạnh tranh về địa chính trị của các nước lớn, mà các nước lớn, quan hệ của nước lớn hay là vai trò của nước lớn hiện nay thường là có ý định quyết định đối với cục diện thế giới. Tôi nói thí dụ như vấn đề cuộc khủng hoảng Syria này, trong đó vai trò không nhỏ của Mỹ, của Nga, của EU và các nước khác, thì Iran sẽ đóng vai trò như thế nào? Theo tôi, với kết quả bầu cử hiện nay, Iran theo đường lối cải cách thì Iran có thể đóng một cái vai trò là tức là giảm bớt cái sự xung khắc, cái sự va chạm giữa các nước lớn. Sẽ đóng vai trò không thể nói là gián tiếp hay là trung gian, nhưng mà sẽ đóng vai trò theo tôi là có ảnh hưởng rất lớn, có tiếng nói không nhỏ trong cái việc là dung hòa cái mối quan hệ giữa các nước, giữa các nước lớn để giải quyết những cái điểm nóng ở Trung Đông Bắc Phi. Vâng, rất cảm ơn ông về những phân tích bình luận rất sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn ông đã tới trường quay VTV. Thưa quý vị, sau nhiều năm bị cấm vận, giờ đây Iran đang đứng trước những cơ hội mới sau khi thỏa thuận hạt nhân được thực hiện, các lệnh cấm vận được gỡ bỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, Iran cũng phải đối mặt với không ít thách thức cả trong và ngoài nước. Hy vọng rằng kết quả bầu cử lần này sẽ mở ra bước đường cho sự thay đổi chính sách kinh tế của Iran, thúc đẩy đầu tư nước ngoài và tăng cường giao lưu thương mại giữa quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này với các nước phương Tây, đúng như những gì nhiều chuyên gia dự báo. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.